đang chiến đấu nào. Cùng tìm kiếm năng lượng, tiềm tàng sức mạnh đang ngập sâu. Nơi nơi gian nan cũng muốn chiếm lấy ánh sáng ngăn cản đường chúng ta. Không gì ngăn được các anh hùng. Yeah. Nào cùng bước tới nhanh hơn, không ngại mưa, không ngại khó. Kiến Sa Thần Thú Tập 18 Kiến Sa Mắc Bẫy. Thì ra là mơ. Nhưng mà trong trận thi đấu hôm qua, đúng là mình bị thương rồi, đau quá. Chắc là vẫn chưa lành. Thôi thì nhờ Kim Sinh sửa chữa cho mình vậy. Hả? Tới đây nào. Cuồng Phong Đại Bàng, Bảo Chiến Phi Long, mình sẽ dùng cái cây khoan điện này để chữa lại cho các cậu thiên lạc tốt. Dừng tới, Kim Sinh à, em đang làm cho họ sợ đó. Anh đừng có ngăn cản em nữa anh hai. Kỹ thuật sửa chữa của em rất là tốt. Mọi người cứ yên tâm giao cho em đi. Chút thương tích này em sửa một chút là sẽ xong thôi. Cứu mình với. Đau quá. Dũng mãnh sư tử. Cậu làm cái gì vậy Dũng mãnh sư tử? Xem chút nữa là bay mất con mắt của mình ra luôn rồi. Em nói hơi quá rồi đó. Nãy kia cậu dùng chiếc khoan để làm gì? Cái vậy? Cấu tạo của chiến xa thần thú rất là tỉ mỉ và cao cấp. Cậu không thể dùng một dụng cụ thấp kém như vậy mà có thể sửa xong đâu. Hả? Được rồi, còn chút nữa là họ có thể hoàn toàn hồi phục rồi. Nếu là như vậy, Khủng Long Bảo Chúa, cậu thấy có chỗ nào không được khỏe không vậy? Anh để mình sửa cho cậu nha. Nè, đừng có nhúc nhích, cậu sẽ cảm thấy không đau một chút nào hết trơn á. Không có, mình rất khỏe, mình không có vấn đề gì hết. Cái gì chứ, mất hứng quá đi à. Mình muốn mau được tham gia thi đấu. Em vẫn còn chưa biết sao? Hả? Vậy? Hôm nay không có trận đấu nào hết. Oh yeah, vô lên, Kim Sinh, tụi mình ra ngoài chơi đi. Noah. Wow. Wow. Thật không ngờ ở đấu trường trên không lại có những nơi như vậy nữa. Bánh bao điểm đây, tâm đây. Bánh bao mới ra lò. Điểm đây. Tâm nóng hổi mới ra lò đây. Chú ơi, cho con một cái bánh bao. Wow. Được rồi. Điểm tâm đây. Bánh bao đậu đỏ cà ri là món ăn mình thích nhất luôn đó. Em không cách sáo nữa nha. Ở bên này có mì sợi và sủi cảo, còn có hamburger và gà chiên nữa. Kiến Sinh, thích quá đi. Nếu không theo sát tụi anh em sẽ bị lạc đó. Wow, bên này còn có cà ri với mì Ý nữa nè. Kiến Sinh, thôi bỏ đi, chỉ cần không ra khỏi đấu trường trên không là được rồi. Với lại, từ lúc tới đây cho tới giờ, chúng ta đã luôn phải thi đấu không ngừng. Thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một chút chứ. Cậu nói như vậy cũng đúng. Mình không sao hết, các cậu nói sao thì mình làm vậy thôi. Rồi.
Hả? Dừa hấu của tôi. Ồ không. Yeah, yeah, yeah. Thiên đường dưa hấu. La 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 la. Thôi mà, cậu đừng có như vậy chứ. Em đang làm cho họ sợ đó. Tên 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 tên. Wow. Đúng là ngon quá đi à. Kinson, nếu như cậu tiếp tục ăn như vậy, có khi sẽ lại như lúc trước, bị đau bụng á. À, không sao không sao. Hôm nay đâu có trận thi đấu nào đâu. Nhưng mà ăn không? Hả? Thôi, không ăn đâu. Hả? Cậu không thích ăn thịt hả? Wow, thiệt là kỳ lạ. Trong các phim ảnh, khủng long bạo chúa chính là bá vương trong thế giới của các loài khủng long. Khủng long bạo chúa thật sự ngày xưa mới như vậy. Mình không có ăn thịt. Thật vậy sao? Thật mà. Thật hả? Này thật hả? Thật mà. Đau quá. Hả? Có chuyện gì vậy? Không có gì. Ủa? Vô lệnh với Noah đâu rồi? Hả? Con xin lỗi chú. Trời ơi, thiệt tình à. Muốn buôn bán thôi mà cũng không xong với mấy đứa nữa à. Con xin lỗi. Ăn no rồi, thoải mái quá đi. Con này đúng thiệt là. Hả? Vô lên. Hả? Kinh sinh chứ cũng là bảo chúa mất tiêu rồi. Hình như là ở đây có vẻ thú vị đó. Hả? Đó là cái gì vậy? Hình như là tiệm bán đồ cũ. Sao mình lại không biết là có tiệm như vậy ở đây chứ? Hay quá đi. Ủa? Tiệm này nhìn cũng khá ghê nè. Không biết là ở trong tiệm này có bộ phận tăng tốc không nữa. Đừng như vậy mà Kinson. Hoan nghênh quý khách tới tiệm đồ cũ kẹo ngọt. Thưa ông, con có thể vào trong không vậy? Tất nhiên rồi, mời cậu vào. Thật là tốt quá rồi. Wow. Cái này, còn cái này nữa, ngầu quá đi. Cái này là cái gì vậy? Mình có thể cảm nhận được một sức mạnh vô song ở trong này luôn. Không ngờ là cậu nhỏ tuổi như vậy mà lại có sở thích với những dụng cụ sửa chữa đó. Tâm nhìn của cậu rất tốt. Con chỉ cần nhìn thấy thứ này thôi là sẽ cảm thấy phấn khích vô cùng. Kinson, nhưng mà bây giờ không phải là lúc để cậu dạo chơi. Xem ra tôi đã gặp được một tay đua chiến xa thật sự của nhiệt huyết rồi. Nào, nói thử coi, cậu đang muốn tìm kiếm cái gì? Để tôi xem có thể giúp cậu tìm kiếm hay không. Thật vậy sao? Thì cậu cứ nói ra đi. Hộp số chiến xa thần thú của con và anh hai bị hư rồi, không thể tham gia thi đấu được nữa. Mặc dù bây giờ có khủng long bạo chúa thi đấu cùng với tụi con, nhưng mà con vẫn muốn mau chóng sửa xong bảo chiến phi long với cuồng phong đại bàng để bọn họ có thể tiếp tục thi đấu. Kinson, nói hay lắm, cậu thật sự nói hay lắm. Làm tôi cảm động quá đi mất. Suốt 150 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi cảm động tới như vậy. Con người có thể sống tới 150 tuổi á? Cảm ơn ông chủ tiệm ạ. Vậy mà cậu cũng tin sao? Anh hai, khủng long bạo chúa với dũng mãnh sư tử bọn họ không hiểu con một chút nào hết. Con không hề giỡn cho vui vậy đâu. Con thật sự nghiêm túc với chiến xa thần thú mà. Tôi hiểu mà. Tôi đều hiểu hết mà.
Tôi mở cửa tiệm này cũng được 200 năm rồi. Vì đây là tiệm chuyên bán đồ cũ, cho nên từ trước tới giờ luôn bị người ta coi thường. 200 năm? Chẳng phải nãy ông nói ông 150 tuổi hả? Phiền ông rồi. Ông chủ tiệm, hãy cho con một bộ phận tăng tốc có thể làm cho anh hai của con phải há hốc miệng kinh ngạc đi. Có thì có, nhưng mà tôi cũng phải mất hết 300 năm thì mới có được nó trong tay đó. Hả? Sao số tăng nữa rồi? Đây, đây chính là cái đã có trong lịch sử ngàn năm. Một bộ phận tăng tốc trong truyền thuyết từ thời văn minh cổ đại được mỗi chiến xa thần thú sử dụng. Đúng là hay quá đi ông ơi. Còn nữa, tôi sẽ đặc biệt tặng kèm theo cho cậu hai chiếc khoang điện cỡ lớn nữa. Về giá tiền có thể thương lượng. Cậu thấy giá này ra sao hả? Được, con sẽ mua nó. Ê, đợi đã, tụi mình không có nhiều tiền vậy. Không sao, tiền không thành vấn đề. Chỉ cần cậu chịu ký tên vô đây là được rồi. Ký đi mà. Đơn giản quá đi, chỉ là ký tên thôi mà. Nhanh lên, mình phải tìm ra cậu ấy cho bằng được. Noah, em ấy cũng chỉ lạc đường thôi mà, đâu có cần phải gấp gáp vậy. Không, lạc đường thì không sao, nhưng nếu bị lạc trong khu này thì có chuyện lớn đó. Mình cũng nghe nói bên này có những cửa tiệm thức đức chuyên đi lừa đảo, một số tay đua chí xa thuộc dạng ngốc nghếch nữa. Hả? Kim Sen, vô lên. Cậu đã ký tên vô đây rồi. Hả? Vậy thì từ bây giờ cho tới 100 năm về sau, đồng xu năng lượng mà cậu có được sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi. Sao lại thành ra như vậy được? Kim Sơn. Cái cầm của mình. Ông nói vậy là có ý gì chứ? Không lẽ lúc nãy ông đã lừa tôi hay sao? Ông mau nói ra cho rõ ràng đi. Bây giờ cậu mới phát hiện mình bị dụ thì đã trễ quá rồi đó. Người mà chủ động ký tên vào hợp đồng này chính là cậu. Sao nào, có ý kiến gì không? Ông đừng có nhiều lời, đưa bản hợp đồng đây cho tôi. Tôi sẽ xé nát nó ra thành trăm mảnh. Cậu ngây thơ quá rồi. Nếu như có thể làm được vậy, tôi còn mướn bảo vệ làm gì nữa. Ông kêu tôi sao? Ông chủ. Hả? Mình cứ tưởng là ai chứ. Cậu là ai? Là ai vậy? Đang nói giỡn gì vậy? Nhìn cái này đi. Cậu đã nhớ ra chưa? Tên của mình là Alina. Tên mình không nữ tính vậy đâu. Tên của mình là Onfield. Đúng là một tên nghe lỗ tai này lọt lỗ tai kia mà. Nghe cho rõ đây, mình chính là Đại sư Châu Chấu Quyền. Đúng rồi, là Endura. Cậu có lộn không vậy hả? Mình đã khai luôn tên rồi mà sao cậu còn có thể lộn được đó? Mình giận với cậu nè, thôi mà. Hai cậu, lâu quá không gặp cậu rồi. Mau xử lý cậu ấy cho tôi đi, và lấy hết đồng xu năng lượng trên người của cậu ấy cho tôi. Nè, sao cậu đi làm bảo vệ cho ông ấy vậy hả? Chuyện này nói ra thì đúng là ngậm đắng nuốt cay. Từ lúc mình để thua hai anh em cậu, mình mỗi ngày đều tập luyện, bất kể là ngày hay đêm, cho dù mưa to hay là gió lớn đi nữa, mình cũng không hề nghỉ ngơi chút nào. Cuối cùng mình vì đã quá đói mà đã gục ngã. Có ai mà ngốc nghếch như cậu không hả? Chính ông ấy đã phát hiện ra mình, cho mình đồ ăn, còn kiếm chỗ ngủ cho mình nữa. Mình có thể tiếp tục sống tới bây giờ là nhờ có ông chủ. Cho nên vì để trả ơn, mình sẽ đưa ra lời khiêu chiến. Hãy đấu một trận với nhau đi. Nào, thi đấu chiến xa bắt đầu. Hmm,
tôi sẽ ngồi ở đây để coi trận đấu là được rồi. Nào, cứ dốc hết sức của mình đi. Phân thắng bại, phân thắng bại. Lại đáng ghét mà. Kim Sơn, Khủng Long Bạo Chúa, chúng ta có nên đấu không đây? Hả? Không vấn đề, mình lúc nào cũng sẵn sàng để xuất phát. Ai là người đầu tiên có thể tìm ra độc xu năng lượng trong đống phế liệu này, người đó sẽ càng có lợi thế hơn. Còn nữa, trận đấu này là một trận đấu không có lực lệ, chỉ dựa vào sức mạnh mà phân thắng bại. Nếu như cậu mà thua trận đấu này thì cậu phải làm theo hợp đồng, đem tất cả các đồng xu của cậu từ bây giờ cho tới về sau giao hết cho tôi, biết chưa? Nếu tôi thắng thì sao đây? Thì tôi sẽ xé bản hợp đồng này đi. Nhưng mà chuyện này có vẻ như không khả thi lắm. Phải không đó, vì tôi nhất định sẽ chiến thắng. Nhìn cho kỹ đây, thành quả luyện tập của mình. Ảo ảnh châu chấu quyền xuất phát. Có tên mấy chiếc châu chấu rừng xanh lận. Nè, cậu đừng có làm trò nữa, mau xuất phát đi. Đừng nôn nóng. Trễ rồi, đồng xu năng lượng là của tôi. Tốt lắm, Khủng Long Bạo Chúa. Vết thương đúng là vẫn còn rất đau. Chuyển xa thần thú, Khủng Long Bạo Chúa. Tốt lắm, tiến lên nào. Cậu làm sao vậy, Khủng Long Bạo Chúa? Có nhanh mấy thì cũng vô ích thôi. Mình với châu chấu rừng xanh đã biết được đồng xu năng lượng giấu ở đâu từ lâu rồi. Mục tiêu xuất hiện, mục tiêu xuất hiện. Châu chấu rừng xanh, hãy để cho họ nếm mùi uy lực của đồng xu năng lượng cấp 2 đi. Cái vậy? Chiến xa thần thú, châu chấu rừng xanh, sức mạnh đang tăng lên, sắp được tuôn ra ngoài rồi. Không phải chứ, cậu ấy có thể lấy được đồng xu năng lượng cấp 2 sao? Tiến lên nào, để họ nếm mùi vị lợi hại đi. Nhìn quá. Khủng Long Bạo Chúa, đáng ghét, đồng xu năng lượng cấp 2 tụi mình cũng có. Chuyển xa thần thú, Khủng Long Bạo Chúa. Lợi hại quá. Hả? Đây chính là sức mạnh của đồng xu năng lượng cấp 2 sao? Tốt lắm, nhanh chóng đánh bại cậu ấy đi. Đau quá. Hả? Khủng Long Bạo Chúa, cậu bị sao vậy? Mới nay thấy cậu không ổn rồi, sao cậu không dùng tuyệt chiêu đây? Mình xin lỗi, răng của mình đau quá. Cái vậy? Rõ ràng là đã bị thương mà còn cố thi đấu, đúng là mắc cười mà. Hả? Vậy sao cậu không nói cho mình biết? Tại vì... Tiếp sau đây thì mình sẽ... Hả? Ý của cậu là cậu sợ nha sĩ sao? Mình xin lỗi. Cậu to tát như vậy mà cũng sợ nữa. Để mình giúp cậu sửa cho xong. Cái gì? Cậu cứ ngoan ngoãn đi nha. Mình tới đây nào. Cậu muốn làm gì? Dùng quang điện sửa răng của cậu cho xong luôn. Hãy há miệng ra. Đừng mà. Cậu thấy sao rồi? Ủa hết đau rồi. Giỡn cái gì mà nhây quá vậy? Bây giờ đang trong lúc thi đấu đó. Thôi nè, mình đã nói là mình làm được rồi mà. Mặc dù là trận đấu này là một trận đấu tự do không có quy tắc, nhưng mà cậu không được tự ý xông vào đó như vậy được. Im đi, một tên lừa đảo như ông không có quyền được nói ra những lời đó. Tiến lên đi, Khủng Long Bạo Chúa.
đừng để bị thua, châu chấu rừng xanh. Cứu tôi với. Nè, muốn chạy sao? Kiến sinh. Anh hai, hai người đã tới rồi. Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng mà. Tốt quá rồi Kiến sinh. Cũng Long Bảo Chúa, mày muốn thấy có chỗ nào không được khỏe, bất kể có ra sao cũng phải nói với mình trước nghe chưa? Mình biết rồi. Vậy thì mới đúng chứ. Hey. Hey. Thì đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mình xin lỗi, không kiếm được bộ phận tăng tốc cho các cậu rồi. Kim Sinh, mai mốt em phải cẩn thận hơn, đừng để bị người ta lừa nữa. Em xin lỗi anh hai. Không cần lo lắng. Hai người nhìn nè. Hả? Bảo Chiến Phi Long. Hả? Cuồng Phong Đại Bại. Cuồng Phong Đại Bàng với Bảo Chiến Phi Long không thể nào biến hình được nữa. Trước mắt trận đấu với Michael sắp tới gần rồi. Anh em Yolin đang rất nôn nóng. Lúc này có một sự cố mới lại xảy ra tiếp tục. Rốt cuộc thì các cậu ấy làm cách nào để đối phó với sự cố lần này đây?